Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại cùng với Top Mobile Games. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chung là làm lại thì cũng đúng đấy, là làm lại về Pedro Torres và Steven Gerrard. Hai cầu thủ này thì mình cũng đã có những cái video riêng rồi. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ cho thử là Torres cặp cùng với Gerrard ở phía trên xem như thế nào. Và nếu như trong một cái ngày đẹp trời như thế này, đúng không ạ? Một ngày mùng 4, trời rất đẹp, thời tiết ở Hà Nội tuyệt vời, lý tưởng thì chúng ta làm cái video với sắc đỏ của Liverpool đem lại may mắn trong năm nay, thì Torres Ato của chúng ta có thể là sẽ cho chúng ta được những cái điều gì thú vị đây. Biết đâu là lì xì năm mới, rất nhiều bàn thắng được bỏ túi bởi Torres và Gerrard. Ok, trận đấu đầu tiên thì team bạn hình như là đá 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ nhỉ? 3 hậu vệ rồi, ok. Thế thì cánh là cực kỳ thoáng cho chúng ta. Steven Gerrard rất là kỹ viện. Messi, ok, bàn thắng đầu tiên cùng với pha kiến tạo của Steven Gerrard. Những cái pha dê bóng nói chung là đơn giản thôi. Gerrard thì không có nhiều skill về dê bóng, anh em cũng khó để có thể là dùng những chiêu như là double touch hay là flip flap rồi vân vân. Thế nhưng mà những cái pha fitness thì với cái khả năng cầm bóng chắc của Gerrard vẫn có thể là tung ra được những cái pha xử lý nhẹ nhàng và tình cảm. Messi rất thoáng rồi. Torres đang chờ bóng. Fernando Torres, ok. Mà nói đến Torres thì không có gì để nói thêm nữa rồi. Đang chọn vị trí ở phiên bản của Liverpool vẫn rất là tốt. Sức dướn là một cái điểm mạnh của Torres ở bất kỳ cái phiên bản nào. Và đặc biệt ở phiên bản Liverpool thì anh em có một cái lối chơi thiên về possession game nhiều hơn, là sẽ có thể là chơi theo thiên hướng là ban bật, hoặc là anh em chơi một tiền đạo. Đấy, nhìn chung thì Torres thì cứ có Torres là vui rồi. Không cần biết là hay hay không hay, cứ có Torres đẹp trai trong team là vui rồi anh em nhá. Anh em cứ có là vui rồi, anh em không cần phải so sánh giữa Torres Atletico hay là Torres Liverpool đâu. Mình có cả hai nên mình thích chơi ông nào thì mình chơi thôi. Ok, rồi. Rồi, đây rồi, hay quá. Thì khi mà chúng ta để cho Torres CF và Gerrard SS như thế này, anh em sẽ thấy một vài tình huống là Gerrard sẽ lùi xuống, chơi một cái thiên hướng là đá theo kiểu flexible. Và đường chuyền như thế này rất tốt của Steven Gerrard. Đường chuyền rất hay của Gerrard rồi, nhưng Torres lại dứt điểm hơi hiền trong pha bóng vừa rồi. Chiêm thì chân trái mà, anh em cũng không thể đòi hỏi một cầu thủ thuận chân phải sút chân trái cũng phải hay được. Mặc dù Torres là hai chân đều rất là hay đấy, đóng rất là hay đấy, nhưng mà trong tình huống như vậy thì ôi trời ơi, Ronaldo, một pha xoạc bóng của Dory lại vô tình làm thành một pha kiến tạo cho Ronaldo. Hơi tiếc một chút trong pha bóng rồi. Pha đấy mình phán đoán là chặn đường bóng thôi, nhưng mà nó lại trôi quá, bóng nó lại trôi quá và không có đủ cái chiều dài của cái chân của Dory chặn bóng. Hơi tiếc. Thế là chọc khe, ấy chả, lườm rau gắp thịt, nhưng cuối cùng là không được ai cả. Và với Gerrard thì lực sút rất là căng rồi, đường chuyền có thể nói là thỉnh thoảng một vài đường chuyền rất ảo. Ở hiệp 1 thì mình có để cho Torres bên phải và Gerrard bên trái, ở hiệp 2 thì mình sẽ để cho Torres bên trái và Gerrard bên phải. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ nguyên cái công thức, đó chính là CF và SS. Với cái việc thay đổi như thế này thì chúng ta cũng có cái góc nhìn nó khác hơn ý. Ví dụ anh em đang nhìn quen với cái bên phải, khi chuyển sang bên trái thì chúng ta muốn một cái sự đối chiếu ấy, thì cái này khiến cho cái mắt mình nó thuận mắt hơn và cái cách điều khiển của mình nó cũng sẽ thoáng hơn. Thì cái này là cái cách mình nhìn thôi, anh em tùy anh em đá theo kiểu nào thì cũng được, nhưng mà anh em có thể tham khảo nếu anh em muốn. Cái này là do mắt nhìn thôi, mắt nhìn nhìn quen thì mình sẽ dễ đá hơn. Đây rồi, một đường thoát xuống rất hay của Steven Gerrard. Có thể có một pha chuyền bóng dành cho Torres được không? Lại quá trớn. Thực sự là một đường chuyền chúng ta có thể nói là quá trớn. Thành ra là Torres không có kịp đến cái không gian để đánh đầu nữa. Hơi phí trong pha vừa rồi, cực kỳ thoáng rồi. Đường chuyền của Messi là rất hay, nhưng Messi đã cướp đoạn bóng rồi. Torres xuống rồi, Torres ơi. Ato. Trời ơi, face shot lại hơi thừa rồi. Nhưng vẫn còn không sao cả, Steven Gerrard đang chạy chỗ. Không được. Cover kịp thời từ Casemiro. Đây rồi, tìm mạng phản công nhưng có đủ thời gian và không gian hay không? Khi mà có tận 3 cầu thủ đang kẹp. Ui, không ổn rồi, cái gì đây? Pha bóng quá hài hước của John Cruyff team bạn. Chắc là quả đấy là Peter Cech với cả John Cruyff có nói chuyện một chút. Ngay ngay đừng sút vào để em phá pha này phát.
Dungeon Crawl thôi mày phá đi. Chắc là như vậy. Rồi ok. Vẫn còn. Ôi chà, ra ngoài mất rồi. Và chúng ta cũng đã nói quá nhiều về cái khả năng chạy chỗ của Fernando Torres rồi. Anh em sẽ thấy là cái việc mà chạy chỗ với Torres là nhẹ nhàng và tình cảm. Nó có thể nói là thoát xuống rất là nhanh cùng với cái style goal poacher của mình. Cứ chọc khe là Torres chạy thôi. Nên là nhiều khi là dễ bị dính bên vị. Nhưng mà không sao, anh em thấy không? Chạy rất nhanh lên phía trên. Phong vừa rồi mình phải giữ lại một nhịp để xuống cánh. Maldini đẩy vào cho Torres rồi. Đánh đầu cũng rất hay của với Torres. Không có gì để chê với cái bộ kỹ năng về dứt điểm của Torres nữa đâu. Nhìn chung thì sút hai chân đều rất ok trong vòng cấm này. Đóng xa thì mình thấy là ok cũng tạm được thôi. Mình không đóng xa quá nhiều cùng với Torres bởi vì mình vẫn muốn là đưa cái bóng nó gần hơn với khu vực 16m50. Anh em chắc là đóng xa nhiều với Torres thì anh em cũng sẽ có cái cảm giác nó rõ cụ thể hơn. Cá nhân mình thấy thì đóng xa với Torres thì vẫn được thôi. Ngoài 16m50 đóng vẫn thoải mái. Một cái nữa đó chính là khả năng dê bóng nữa ở cái phiên bản này. Cảm giác dê bóng nó chắc chắn hơn so với phiên bản của Atletico. Và với cái việc đá possession game thì cái việc dê bóng nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc chúng ta phối hợp 1-2 với các vị trí xung quanh. Để rồi lại một cơ hội nữa nhưng không được. Và có lẽ là kết thúc cho trận đấu đầu tiên cùng với Torres và Steven Gerrard vòng cuối cùng đây rồi. Không còn gì cả. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ hai nhé. Let's go. Và với Torres cũng như là Gerrard trong một ngày đẹp trời cũng có thể là dội bom một cách kinh khủng khiếp. Khi mà anh em có những cái khoảng trống, anh em có không gian, anh em có thời gian, đủ thời gian để dứt điểm vào những cái góc gọi là hiểm hóc nhất ở khung thành thì đối phương không có một cái cơ hội nào để có thể là lật ngược thế cờ được. Và vào trận đấu thứ hai này chúng ta đối mặt với một đối thủ cũng có sơ đồ giống mình, đó chính là chiến thuật của Vinicio. Đây là pha cướp bóng rất nhanh của Fernando Torres. Steven Gerrard dứt điểm quá hiền. Tại sao không dứt điểm bằng chân trái nhỉ? Độ thế cũng hơi kỳ quặc một chút xíu. Pha cướp bóng là cực kỳ nhanh từ Fernando Torres. Phản công ngay lập tức cùng với Steven Gerrard. Bóng hơi lập bập một chút. Nhưng bóng chuẩn bị lên đây. Lên anh em ơi, lên thôi. Tôi hô vậy thôi nhưng bình thường tôi sẽ chuyển về đã. Ok. Đây rồi, cánh thoáng. Rồi, cánh lên một tí này. Ép kính quá bạn ơi. Cứ bình tĩnh nào. Du ngủ, chúng ta chuyển sang chiến thuật là du ngủ. Du ngủ và sẽ tung một cái đòn quyết định. Đây chính là đòn quyết định này. Đây rồi, Gerrard lùi xuống cực kỳ hợp lý. Rodri chuyền cho Messi, Messi chuyền cho Torres. Torres không kịp nhưng vẫn còn. Vẫn là Messi và Torres. Yes, Fernando Torres và dứt điểm. Có thể nói là hơi thiên hướng của việc vỉa móng ngoài. Mình không biết gọi là thấy đúng không với cái pha mà dứt điểm ở chân phải như vậy. Nhưng tôi nghĩ nó hơi giống cái việc vỉa móng ngoài. Anh em nào có thuật ngữ cho cái động tác dứt điểm thì hãy chia sẻ xuống phía dưới nhé. Một pha cướp bóng nữa của Messi. Bóng vẫn chưa thể lên được với team bạn nên tôi sẽ phản công thôi. Dứt điểm. Một đường chuyền rất hay dành cho Fernando Torres. Những cái pha như thế này thì Torres cực kỳ là chùm luôn. Fernando Torres với những cái pha mà phớt bóng như vậy thì Torres thoát xuống cực kỳ nhanh. Và đây cũng là một cái đặc sản về cái cách chơi của Torres trong cái thời gian mà anh đá ở Liverpool. Pha phớt bóng lên dành cho Torres một mình cầm bóng và xử lý cũng như là bứt tốc xuống để dứt điểm. Đặc trưng của Torres luôn trong những cái pha bóng này rồi. Và mình nghĩ là đấy cũng sẽ là một cái lối chơi anh em có thể tận dụng những pha phất bóng dài dành cho Fernando Torres. Ok, hai bàn nhẹ nhàng. Torres trong mấy phút thôi đã ghi được hai bàn rồi. Không biết là có thể ghi thêm những bàn thắng nào nữa đây. Tôi thấy hơi đáng sợ khi mà Torres có cái không gian như thế này. Sẽ thực sự là một mối nguy hại khi mà đối phương không có kèm chặt Torres và để cho anh ấy có rất nhiều những cái khoảng trống phối hợp cùng với đồng đội hay là thoát xuống như vậy. Và tôi đang nghi ngại là team bạn khả năng cao sẽ bị thủng bữa lưới rất nhiều bàn trong ngày hôm nay đây. Ok, Messi double touch nhẹ nhàng rồi. Messi và Torres đang di chuyển, truyền xuống cho Kaká, một đường truyền từ Kaká dành cho Fernando Torres. Thoát xuống như thế này thì làm sao mà chặn được. Trời đất ơi, cái đường truyền bóng thì cũng quá là kinh dị từ Kaká. Và các bạn dứt điểm thì dứt điểm được quá là kỹ thuật rồi. Quá là kỹ thuật và gọi là gì, tận dụng hết được những cái cơ hội được trao dành cho mình. Quá khủng khiếp với cái finishing 99 như vậy. Sao mà đỡ được đây. Ok. Lại là một đường chuyền nữa từ vị trí của Kaká. Trời đất ơi, Fernando Torres. Tôi đã nói về những cái pha chạy chỗ của Torres rồi. Và team bạn nếu như không có một cái phương án để phòng thủ thì chắc chắn là Torres sẽ thoát xuống một cách nhẹ nhàng như lá vàng rơi vậy. Đá thế này thì làm sao mà chịu được. Team bạn cũng rất là cố gắng rồi nhưng không thể chặn được Torres trong những cái tình huống như vậy. Đáng sợ quá đi mà.
Ok, hiệp 1 chóng vánh và kết quả là 4-0. 4 bàn từ vị trí của Fernando Torres. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Rồi hiệp 2 bắt đầu, tìm bạn giao bóng và không biết là sẽ có những cái tình huống như thế nào đây. Một đường chuyền hơi bất cẩn của team bạn và Torres đã có bóng trong chân. Double touch mượt mà. Qua được nữa không? Bứt tốc một mình những solo nhưng không qua được Varane. Vẫn là Messi, Torres không được rồi. Tình huống cũng hơi bất ngờ từ hai cầu thủ. Tự nhiên có bóng rất là lạ. Rồi lại không được rồi. Và pha bóng nó có ý đồ từ Gerrard nhưng team bạn phòng thủ cũng rất hay. Neymar và double touch hay là flip flop gì đó. Messi thoát xuống dứt điểm được không? Không được. Tốc độ là tốt đấy nhưng chưa đủ. Và chúng ta lại có bóng rồi. Pha luân chuyển bóng sang cánh là hợp lý từ vị trí Kaka. Chúng ta thấy được những cái đường chuyền rất là ảo diệu, ảo ma Canada của Kaka rồi. Và bây giờ lại là Torres rồi. Hay quá, Torres. Trời ơi. Và dứt điểm nữa bằng chân trái nhưng có lẽ là cái lực đi nó lại không quá mà là mạnh bằng chân phải. Em cũng thấy được rằng là lực đi là tốt nhưng mà chưa đủ để đánh bại thủ môn. Đường chuyền vào cho Torres. Ui. Cái pha dội bom liên tục từ vị trí của Fernando Torres cũng như là các vị trí khác của bên mình. Lại một pha lấy bóng nhẹ nhàng nữa. Bóng lại về của Kaka, về chân Kaka rồi, chuyền lên cho Torres. Giật xuống không kịp. Những pha như vậy là cực kỳ nguy hiểm nếu như mà Torres có thể thoát xuống được và khả năng ăn bàn là cực kỳ cao. Có lẽ người chuyền nên tinh tế hơn một tí nữa. Bây giờ nhưng không sao cả, mình chỉ cần khỏe thôi. Messi. Không được nữa. Liên tục những pha ăn miếng trả miếng từ hai bên từ khu vực giữa sân. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội nhưng chưa thể tận dụng được hết 100%. Đường chuyền cực kỳ hay này. Ôi trời đất ơi. Một đường chuyền ảo ma Canada nữa của David Beckham, y hệt đường chuyền của Kaka, vỉa máu ngoài, độ xoáy cực kỳ cao. Hai vị trí CB áp vào rồi nhưng không thể lấy được bóng. Quá là ảo diệu. Vâng, lại là Torres đang cầm bóng trong chân rồi, cánh đang đẩy ra cực kỳ thoáng. Sự phối hợp giữa Maldini và Torres có lẽ đang rất là hoàn hảo trong trận đấu ngày hôm nay. Messi để xuống Torres, Ato đây rồi, bình tĩnh xử lý, dứt điểm không kịp. Thủ môn, hậu vệ của team bạn vẫn rất nhanh. Đây sẽ là một pha phất bóng nữa của Kaka, trời ơi. Ba đường kiến tạo từ vị trí của Kaka dành cho Fernando Torres. Lẽ Kaka và Torres mới chính là những người mà đang có cái chemistry, cái sự hòa hợp cực kỳ cao so với việc là Gerrard với Torres. Những cái đường chuyền kinh dị của Kaka, khả năng chạy chỗ đáng sợ của Torres tạo ra một trong những bàn thắng rất là đẹp mắt trong ngày hôm nay của chúng ta. Và Torres vẫn muốn ghi thêm rất nhiều bàn thắng nữa. Đây là pha tấn công tiếp theo của chúng ta. Torres đang chạy chỗ rồi, chọc khe cho Fernando Torres nhưng không kịp rồi. Davies vẫn nhanh hơn một bước chân. Đã là Torres rồi, cướp bóng nhẹ nhàng. Xin chỉ là một pha phối bóng lên dành cho Fernando Torres. Hợp lý rồi nhưng CB vẫn thi đấu tỉnh táo. Và có lẽ không còn quá nhiều thời gian để Torres có thể ghi thêm bàn nữa. Mặc dù anh ấy vẫn đang có bóng trong chân. Ôi trời, không được rồi, hơi tiêu một chút. Nhưng không sao, 5 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay là cũng quá nhiều rồi. Quá nhiều từ Torres rồi. Torres ghi bàn một cách không biết mệt mỏi một tí nào. Và chiến thắng đã dành cho chúng ta. Ôi rồi, màn hình đang xì rồi. Và đó cũng là video dành cho Fernando Torres cũng như là Steven Gerrard. Anh em thấy là Torres xuất hiện nhiều hơn là Gerrard. Nhưng nhìn chung thì tiền đạo mà, tiền đạo sẽ phải ghi bàn và đảm nhận tốt cái vị trí ghi bàn của mình. Gerrard thì mình nghĩ là trong những cái trận đấu này thi đấu khá là tròn vai, sẽ có những cái pha đổi vật, sẽ có những cái pha thi đấu ok, nhưng chủ yếu là tròn vai và ít khi tạo được cái đột biến, trừ khi là anh em có khoảng trống không gian. Chúng ta tung những cái cú sút xa cùng với Steven Gerrard thì cũng sẽ rất là tuyệt vời. Và Torres thì vẫn giữ được cái bản chất sát thủ của mình. Ok, hy vọng anh em thích cái video này. Đừng quên like, subscribe cũng như là thưởng thức nốt những cái ngày cuối cùng của Tết Nhâm Dần. Và chúng ta sẽ sẵn sàng cho một năm mới đầy sức khỏe, đầy năng lượng để có thể là bắt đầu trong những công việc mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.